Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Rom Sin, 41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, và vợ là Trần Thị Phương, 35 tuổi, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Đinh Trần Tuấn Anh, 22 tuổi, trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Phan Văn Hành, 32 tuổi, trú tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Đinh Xuân Hùng, 19 tuổi, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, và Nguyễn Hoài Nam, 33 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin điều tra, do mâu thuẫn nợ nần trong làm ăn, một người đàn ông Trung Quốc tên Zhao Da Giang cho rằng ông Giang Hào nợ mình số tiền khoảng 52 tỷ đồng. Biết ông Giang Hào đang sinh sống tại khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh, Zhao Da Hàng đã liên hệ với Rom Sin, trú tại thị xã Kỳ Anh, nhờ Rom Sin đòi nợ, và hai bên thống nhất nếu đòi được nợ từ Giang Hào sẽ trích cho Rom Sin 20% trên tổng số tiền nợ. Tối 28 tháng 5, cả nhóm Rom Sin đã gặp ông Giang Hào tại một nhà hàng trên địa bàn phường Kỳ Liên, ép buộc khống chế ông Giang Hào lên xe đưa đến một căn nhà hoang tại địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và đánh đập đe dọa, ép phải trả 196.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 697.760.000 đồng. Nhưng ông Giang Hào không đồng ý. Thấy ông Giang Hào không hợp tác, các đối tượng đưa ông Giang Hào đến một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh giam giữ và tiếp tục đe dọa. Đến sáng 29 tháng 5, ông Giang Hào buộc phải chuyển tổng cộng 1.096.000 nhân dân tệ, tương đương 1.054.760.000 đồng vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Zhao Da Giang đã về Trung Quốc, còn vợ chồng Trần Thị Phương, Rom Sin đi du lịch tại tỉnh Khánh Hòa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng xác minh điều tra và bắt giữ các đối tượng.